thiên gì? Bơi. Đó. Đó là trong khu sói. Này đâu rồi? Anh thấy em penguin không? You see the penguin? See me? Này, tí, tí. Đi từ từ thôi em, đi từ từ thôi em, đi đâu lẹ dữ vậy? Nó nằm bên kia kìa mày. Nó kìa, ông là đây à? Ông là... Đây con cá gì nữa mày? Wow, cá khôi. Nhiều con lắm nha, cá hồng vàng quá. 1, 2, 3, 4, 5. Quá bự quá mày. Đi bơi nữa. Này, con cá nó ở dưới nước nó bơi con. Mình đâu có vô nó bơi được. Cá thôi con. Mày bên trên là cái hồng khác nha. Nó dễ thành mấy con cò nha. Dưới rừng nha. Qua con penguin đi. Là penguin rồi. Nói là mua cái vé vô trước. Wow, cá bự. Wow, big fish. Wow, big. Em giờ mua cái vé vô. À, 5 mấy đồng người đó. Rồi vô trong đó có cái phòng làm cho cái thẻ. Rồi wow, ăn ngon hả mày? Mơ mệt luôn á. Ừ đúng rồi, nó mơ mệt luôn đó. Mà hôm nay con cá này khác hôm nay. Wow, cá bự quá mày. Wow, it's very big. Đừng dỗ con, bởi bởi kiến con cá nó ra nó cắn cái giò. Đi sâu lắm nha, đi xuống này tới thui. Tới tối thôi nha, tới thui. Wow, đó mày thấy cho mày, chị coi chơi phát ghi cho mày. Bên viện cho mày. Con không thích bên viện hả mày? Con gì? Chút nữa con, chút 6 giờ 15 nó mới có show mày. Wow. Mày lần đầu tiên cha vô đây luôn mày. Nói cho đâu cũng biết đâu. Không thích cái mày. Bắt chứa ngạ nè ơi. Hai gì cháu nè. Mốt ta làm YouTuber luôn. Quay khí thế nhiệt tình luôn nha.
đường trong tiệm nha. Tại trong tiệm đó có gì nà nha. Quê gì nà mày? Xí. Cha thấy gì nà rồi nè mày. Mày lấy tay ra. Xí. Xí gì nà. Wow. Đi đi. Ok. Nãy người ta rủ thì không đi. Đi vô trong nhà bán đồ lưu niệm nha. Này là đường đi ra cổng. Shop đồ lưu niệm. Với chữ gì đọc không được luôn. Shop. Chị kia trong kia à, bán thằng tấm ốc thun dớ gốc bông cái cẩu cá heo cá voi đủ sai đủ cỡ hết, sư tử biển gấu nón thun. À, ngày tiên mấy chị đó gì đó rồi đó. Mua cái này, mua cái này. Đó, đang lựa đồ nha. Con gì cho coi coi. What's that? Năm đồng nha, cục này 5 đồng nha. Muốn nào nữa, một cái only one. Muốn cái nào only one. Muốn cái nào? Cái này. Cái này big job party party. Này cũng 5 đồng nha. Ủa mẹ hỏi thầm. Mua cái nào? Con có nhiều tiền lắm trên chó luôn. Ok. Nè. Only one, một cái thôi. Chơi. What you want? Which one? I want chess. No chess. Cái này không phải slam đâu con, này này có con cá heo trong này thôi, cá mập. Muốn chơi slam. Nè, này không phải slam, này con cá mập thôi. Cá mập thôi. Con cá mập thôi. Con cá tay á. Ồ. Em phải slam con này, để con cá trong này, see the shark inside. Shark không cắn mà biết được chơi thôi. Đó là chơi thôi con. Nhưng cũng chơi. Ok. Yeah. Mua này đúng không? Dạ. Suy nghĩ kỹ chưa? Quan thôi. Nó con biết chơi rồi. Okay. Cái này có con cá trong này không? Cái này cũng có con cá này, mày mấy con luôn. Cái này vui hơn nè mày. Thế giờ kia mày phải vui, kia mày được một cái thôi nè, không được một cái nào. Mua cái nào? Không mua nào hết. Ok, vậy cha bỏ lại nha. Nó bị cái này để mua con biết chơi vậy con bỏ thôi à. Rồi con mua cái này hả? Chơi này thôi. Ok. Càng động vô kiến nè mày ơi. Nè xí. Wow, con cá bự có hai con cá nhỏ trong này. Wow, cái đó đẹp mày. Ừ, mua cái đó mày. Đó. Ngờ yêu. Cái này đẹp à. Ừ, mua cái đó đi. Cha thích cái này nè, có cái màu nè, màu beautiful, có yêu có mơ mệt mày. Có mơ mệt. Mẹ cũng mua slam thôi. Đó nè. No. Nè em phải slam. Nó có slam. Mà con muốn này đúng không? Dạ. Ok. Free slam green. Bất kỳ này phải slam không nè? Bất kỳ là cái gì vậy? Slam á hả? Slam mà nó không dính. À. Này đẹp xinh lắm. Ủa con sáng bóp bóp bóp. Mua cái gì? Sáng bóp bóp. Đi lại lấy cái đó thôi, lấy cái sáng bóp bóp đó thôi. Nó có biết chơi thôi. Ừ, lại chơi đi. Rồi cho tính tiền nha. Rồi ra nha. Đồ chơi gió sò đồ thôi nha. Không có gì đặc biệt hết. Wow, balloon hả?
Wow, một đàn cá heo bự quá mày. Wow. 10 đồng bạc á. 10 đồng hả mày? Không bấm thôi. No, no, không có leo vô. Người ta bắt kêu cảnh sát bắt á. Mô hình thì kêu mẹ gì nào lấy cho xong con leo lên. Để bỏ cái này lại nha. Thôi con biết chơi thôi. Cái nào con đó con cầm chơi thôi đúng không? Cha mua cái này cho con nha. Dạ. Tính tiền đâu ta? Ê, mẹ là quân đá rồi. Vậy thôi nha. Tính tiền đó.